liên quan tới vụ án của nguyễn phương hằng mới đây cựu chủ nhiệm đoàn luật sư vĩnh long ông trần văn sĩ đã bị đề nghị truy tố về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân tại cơ quan công an ông sĩ khai có những phát ngôn như vậy bởi bị can sĩ thấy có trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà hằng đến xã hội Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, và ông Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm Đoàn luật sư Vĩnh Long về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên luật sư Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình có những phát ngôn cụ thể như sau. Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng. Đăng ngày 15 tháng 8 năm 2021, Công ty Cổ phần Đại Nam và Hoạt động Phòng chống rửa tiền đăng ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021 và chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty Cổ phần Đại Nam đăng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021. Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nội dung trong những video nêu trên có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Cổ phần Đại Nam, vi phạm tại điểm D khoản 1, điều 8 Luật An ninh mạng. Ngoài ra, ông Trần Văn Sĩ còn có nhiều video khác có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng. Các video có nội dung sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Đồng thời, xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Trong 8 buổi ghi hình, ông Trần Văn Sĩ đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Cụ thể, ông Sĩ nói rằng, ông căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Nguyễn Phương Hằng đã phát trực tiếp trước đó, căn cứ vào các văn bản pháp luật, các bài báo điện tử chính thống đã đăng về thông tin cá nhân đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng. Do đó, ông Sĩ nhận thức rằng không cần sự đồng ý của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Huy Dũng, không cần kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần đăng đường dẫn nguồn thông tin vì bị can sĩ không có chia sẻ nguyên văn bài báo và không cần sự chấp thuận của các cơ quan báo chí đã đăng bài. Về nguyên nhân có những phát ngôn như vậy, ông sĩ khai là vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục nên bị can sĩ có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Đối với ông Dũng là người thường hay ghi hình cùng bà Hằng đã có những phát ngôn liên quan, đối với công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện nên bị can sĩ đã có những phát ngôn liên quan. Các buổi ghi hình bị can sĩ đã sử dụng máy điện thoại di động để tự ghi và phát các buổi ghi hình tại văn phòng luật sư tại tỉnh Vĩnh Long và văn phòng luật sư tại thành phố Cần Thơ. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra xác định LMH sinh năm 1998 quê Vĩnh Long là người hỗ trợ ông sĩ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, ghi hình và đăng các buổi ghi hình trên kênh youtube luật sư Trần Văn Sĩ. Qua làm việc, Hát thừa nhận có sử dụng các phần mềm để chỉnh sửa hình ảnh và điều chỉnh âm thanh để hỗ trợ bị can sĩ ghi và phát một số đoạn ghi hình đăng lên kênh youtube. Luật sư Trần Văn Sĩ h không phụ giúp bị can sĩ soạn thảo thu thập thông tin, chuẩn bị các công cụ, phương tiện để ghi hình và không có chỉnh sửa nội dung mà bị can sĩ đã soạn ra. Do vậy, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thêm các tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi của H đã giúp sức cho ông sĩ trong 8 đoạn ghi hình, có những nội dung vi phạm do ông sĩ phát ngôn và đăng lên mạng xã hội vụ án nguyễn phương hằng ngày càng có thêm những đối tượng và tình tiết mới trong sự việc liệu ông trần văn sĩ sẽ phải đối mặt với những mức án nào trước những phát ngôn xúc phạm đến bà hằng hay còn cần phải điều tra thêm thông tin gì nữa mới đưa bà hằng và những người liên quan ra xét xử mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong các video sau Quý vị thân mến, cái tên Nguyễn Phương Hằng vốn được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có, hoạt ngôn, nhưng trong gần 2 năm qua, CEO công ty Đại Nam đã liên tục vướng vào thị phi khi công khai chỉ trích xúc phạm nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội. Một trong những người dính vào lùm xùm với bà Hằng phải kể đến là nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni. Ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam bà Hàn Ni để làm rõ hành vi công khai những thông tin đời tư của bà Phương Hằng lên mạng xã hội. Qua thời gian điều tra, cơ quan công an cho hay nhà báo Hàn Nhi đã khai lý do xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng là vì cho rằng mình bị bà Hằng xúc phạm trước nên đã đăng tải thông tin nhằm phản biện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hà Nhi, 46 tuổi, là luật sư, nhà báo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cáo buộc, bà Đặng Thị Hà Nhi đã sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hà để phát buổi ghi hình tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không? Đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021 với 69.232 lượt xem, 3.900 lượt thích và 1.314 lượt bình luận. Cơ quan chức năng xác định trong buổi phát sóng trên, bị can Đặng Thị Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bị can Nguyễn Phương Hằng. Tại cơ quan công an, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai, những thông tin nói đến đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng là căn cứ một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo đã đăng, nên bà không kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai. Không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của Nguyễn Phương Hằng. Không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép. Bên cạnh đó, bà Ni khai biết bà Phương Hằng có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền và là người liên quan tới vụ án Nam Cam. Ngoài ra, bà Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn trên là vì bị can Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cùng ngày hôm đó và có những lời lẽ xúc phạm đến bà. Từ đó, Đặng Thị Hàn Ni có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung bà Nguyễn Phương Hằng nói là không đúng về việc bà Ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông Tất Thành Cang. Bà Đặng Thị Hàn Ni là phóng viên của một tờ báo lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Sau những mâu thuẫn với bà Phương Hằng, bà Hàn Ni đã làm đơn tố cáo bà Hằng vô khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của bà. Phía ngược lại, bà Phương Hằng cũng đã nhiều lần gửi đơn tố giác bà Hàn Ni xúc phạm, vu khống, chống phá quỹ hàng hữu. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam bà Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thời điểm này, bà Đặng Thị hàn Ni được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau gần một năm, kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng lại được xác định là bị hại. Ngoài bà Hà Ni trong vụ án liên quan đến bà Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn đề nghị truy tố Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư cùng tội danh. Theo cáo buộc, bị can này đã dùng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Huy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bị can Nguyễn Phương Hằng. Bị can Trần Văn Sĩ khai trong 8 buổi ghi hình đăng ngày 15, 29 tháng 8 năm 2021, ngày mùng 5, mùng 10, 19, 24, 28 tháng 9 năm 2021 và 16 tháng 10 năm 2021. Ông ta đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bị can Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, có tổng cộng 821.346 lượt xem, 29.500 lượt thích và 8.691 lượt bình luận. Các thông tin này là căn cứ vào các buổi ghi hình do bị can Nguyễn Phương Hằng đã phát trực tiếp trước đó cùng một số cơ sở khác. Bị can Trần Văn Sĩ trình bày nguyên nhân có những phát ngôn trên là do bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục. Từ đó, ông Sĩ cho rằng có ý thức trách nhiệm góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bị can Hằng. Cũng theo bị can Trần Văn Sĩ, bản thân phát ngôn về ông Dũng vì ông này thường hay ghi hình cùng bà Phương Hằng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, bà Ni ông Sĩ là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hiện bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ vẫn đang bị tạm giam. Bị can Nguyễn Phương Hằng cũng đang bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với 10 cá nhân, trong đó có bị can Đặng Thị Hàn Ni.